Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 8. Cô cùng hội Hoa Đức trao cái số tiền cho gia đình bà cư. Chị Ảnh Dân đã tài trợ lần thứ 34. Cô cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị làm ăn gặp nhiều thần duyên, cảm tương như ý. A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn chị gái Ảnh Dân ở Phong Xe hội Hoa Đức và các sư cô ở chùa Phật Liên để hỗ trợ giúp gia đình con trong suốt thời gian qua. Con rất cảm ơn nhiều ạ.